Rồi, xin chào anh em nha. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình nha. Thì hôm nay có thằng em nó gửi cho mình một cái ạ. Và nó cũng nói là tướng, nói chung là dàn tướng là full hết rồi. Nói chung là tướng là có hết trơn nha anh em. Đây, mình sẽ cho anh em xem là nó sẽ có là Nguyệt Anh Hén đồ này nọ kìa nọ. Ngoài chặn là anh em đã thấy rồi đúng không? Phong Minh Hén có luôn nè. Và hình như là có cả, để mình cho anh em xem, cho anh em xem đồ giám là chắc cú nhất, chắc kèo nhất nè. Chứ nhiều con lên phi thăng cũng khó đỡ. Đây có Võ Thánh Hén nè, có Võ Thánh Hén rồi thì chắc cú rồi ha. Tư Mã Ý Hén rồi, Xưng Hoa Hén, nói chung là tất cả những tướng Hén là ngày này đã có đầy đủ. Nhưng thì hiện tại là thằng em nó không biết đường build tem. Ok, thì mình nó không nói đây là Sari nha, mình không nói đây là Sari. Hôm nay mình sẽ review cho anh em sơ thôi, em mình hỏi ý kiến của chú ạc lại cái đã. Nếu mà đồng ý thì mình cho mình xây tem, nếu mình sẽ xây cái tem này cho mạnh nhất có thể ở cái meta hiện tại nha. Mình sẽ, nếu mà cái tem là nó ok hợp lý, mình sẽ quay lại cho anh em xem cái tem mà mình định định lên. Hôm nay thì mình sẽ xem con ạc này có thể BK với những cái top server này hay không nha. Ok, mình đầu tiên mình sẽ vô xem đồ cái đã. Ở server 1059 nè, Tam Tinh 1059 cho anh em cầm một ít mà lên 4 tỷ là cũng phải dàn dựa dàn dữ đó. Rồi qua whip của chúng ta đã nạp được 237.628k. Điểm danh thì đã được 461 ngày nha. Đó. Bây giờ mình sẽ đi vô coi cái link server sơ sơ cái. Thì đang thua con ngạc Lý Nhân này là Bill Ba này. Rồi con ngạc Lý Nhân Bill Ba Võ Thánh Du Cát chi chí vậy. Rồi cụm này là chiến kinh quá anh em. 7 tỷ luôn. Server 1x mà lên tới 7 tỷ lượt chiến là mấy ông này là khủng khiếp lắm rồi. Ok, quá mạnh rồi. Mình tính sao về cái chuyện đó đi ha. Bây giờ mình sẽ vô xem đồ của con ạc này đang có là những cái gì. Chứ mình nghĩ đã full hết rồi nè. Những cái đồ những con ạc như thế này đã full hết tất cả rồi. Ngựa đồ nè. Nói chung là phi xương gắn đại vô nè. Gắn hay không cũng không quan trọng này. Cũng đâu đó lên được 4 tỷ 7 chứ. Đây bàn thắng quân thức tỉnh. Set kim bảo vật kim. Thần binh kim. Ờ, thì nãy mình mới gắn danh tướng Ngưu Cơ thức tỉnh chiến pháp khí định chiến pháp kim nhiều con này chiến pháp kim nhiều anh em vững vàng luôn. Mình bằng thống xài nhiều chiến pháp chí mạng chưa. Đây là chân giác này dạng hỗ trợ nha. Tem này đang xây hay sao á, xây chưa kịp hay sao anh em à. Chân giác này nếu hỗ trợ là không xài được con tiếng con ô văn nha. Đó thì cái tem này chưa xây quyền chưa xây xong. Đó, sổ tướng thì khỏi nói rồi, đừng bàn tới sổ tướng anh em à, buồn cả. Rồi, đâm chính của chúng ta là Dương Cổ Sách Cổ Tiêu và bảo vật một cái đã thằng luyện lẩu. Dịch chiến pháp thì đang xài là anh em thấy sẵn sàng tấn công rồi nè. Pháp mới nha. Sẵn sàng ra chặn chứ lộn, sẵn sàng ra chặn. Rồi danh tướng Quá Khứ Bình. Rồi, con tôm tận hương này thì Sách Kim. Rồi vũ khí rồi danh tướng thức tỉnh rồi này kia ha. Đầy đủ hết. Nhưng mà được cái là đang con ngạc này đang thiếu ngựa trầm trọng. Không phải thiếu ngựa đâu anh em, chắc mình nghĩ là chưa kịp gắn á, chưa kịp gắn hay sao á. Mấy con ngựa ở ngoài nó thiếu phù hợp, còn con thiên quả long ngoài thật ra là cho con bút máu á. Rồi đây là điêu xuồng hén nè. Ngựa gì? Ngựa sao xài được? Chi liệu làm sao mình xài được? Chiến pháp không gắn luôn nha. Con ngạc này nếu mà chỉnh chu đồ này nọ cũng phải tầm đâu đó là 4 tỷ 8, 4 tỷ 9 á. Theo mình đoán là vậy á. Rồi Nguyệt Anh Hén phi thăng 3 set kim bảo vật kim luôn nè. Và đây là hai em thiên tướng đây. Thì chú ấy đang phân vân ở cái chỗ là chiến pháp kim khá là nhiều anh em ạ. Chiến pháp kim đã cho mình thấy nhiều, giảm ngang con ngang luôn. Để mình coi coi dư điếm là bao nhiêu chiến pháp kim ha. 1 2 3. Rồi. Ba cái. Ủa, alo, hết rồi hả? Một cái khí định nè. Một khí định nè, một cái vững vàng, một cái lùa một tiếng hai, ba cái. Ủa sẵn sàng ra chặn đâu? Cái này là không phù hợp anh em, không quên quên. Rồi ok, xíu mình sẽ ra mình điếm ngoài chiến pháp kim cho nó lẹ. Rồi, mình sẽ qua bên đâm chính mình coi cái tẩy luyện của anh ấy như thế nào, có whip hay là không. Cổ tiêu đã thằng luyện hình như là full. Ôi công HP này tránh đẹp quá rồi, quá đẹp. Vật phẩm kháng bạo. Vật phẩm kháng bạo nhiều thế. Công HP luôn nè, ngon. Cái này là Võ Thánh chứ đời trời gì đó.
Anh em suy nghĩ coi, tôi sẽ tạo ra một cái meta gì chứ, ồ lộn, tôi sẽ tạo ra một cái tem gì cho cái hàng này chứ. Anh em có đoán được không? Anh em nào đoán được để dưới phần comment cho tôi hay cái nha. Rồi thì bây giờ nhiều ông kêu tôi kết hợp tem tư tư mới thử. Ok thì kết hợp combo tư mỹ với lại meta mùa này, tôi sẽ thử cái meta mùa này để coi nó có mạnh hay không nha. Nhưng mà anh em hãy hóng vào những cái clip sau đi, clip này mình chỉ review với lại BK thử coi cái tình hình của cái chiến trận này thôi ha. Quên cho anh em xem cái phần để liền bảo vật anh em, để liền bảo vật thì được công bạo kích giảm sát thương cũng khá là ngon. PVP chọn cái nào là chọn, nhưng mà mình thấy cái hiện tại đang ngon rồi, cái kia nó chưa ngon cho lắm. HP giảm sát thương ở cái dòng giảm sát thương này không ngon nè, nhưng mà được cái mới có khóa được hay không. Khóa được mà nên mình nghĩ là khóa được chứ. Rồi ok mình sẽ qua bên cái phần khác ha cho nó lẹ. Rồi thằng võ ngày này khá là ok rồi, không có cái gì che anh em, còn thiếu những cái thằng võ mới thôi, những cái thằng võ mới sau này thôi, chứ thiên la tản được cũng 3 sao sắp 4 sao luôn rồi, vừa gì. Ok cũng về rồi. Bây giờ mình sẽ đi qua thấy biến hình nè. Con em này chắc thấy biến hình nhiều lắm anh em ơi. Rồi tư mỹ thần quá 3, Diệu Văn thần quá 3, Gia Cát Lượng thần quá 1, Chu Du thần quá 3. Rồi con Quảng Lộ thần quá 0 nha. Rồi ok mình sẽ qua bên phần khác. Rất là nhiều thẻ biến hình, nói chung là đỏ với cam hình full này. Chỉ có cái kim là bây giờ lên thằng quá nữa là đẹp rồi. Cẩm đen dùm điểm kim cũng hơi đuối đây nè. Rồi đang dư hai cái để ngoài nha. Và ở trong này thì trời ơi kìa. Cái chỗ này là chỗ đâm chính, nhưng bây giờ ông chương dép thì không phải là đâm chính, cho nên là ông vàng hỗ trợ, cho nên là đâm chính của chúng ta là nó có vô hiệu lực rồi. Cẩm đen này vô hiệu lực rồi. Quá nhiều cũng đang ghim anh em đếm đi. Không mệt nghỉ nữa thôi. Đồng thù có luôn ha. Đó đầy đủ hết trơn nè. Đó bây giờ mấy ông thấy giờ đó địch 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 đó. Rồi ok mình sẽ bỏ qua bên phần công năng này quá nhiều rồi, không còn phải chê tới cái vấn đề công năng bắn tinh nè, ngọc ấn trong đá vô kiều xài chơi luôn á, phụ tướng diều hoàng luôn nè, ngọc ấn trong đá nè anh em. Trời cái cầu cụm này đi thôi chứ, nhật nguyệt tinh minh tịnh minh còn nguyệt lãng thiên môn luôn. Con này nè, giờ anh em muốn chơi đóng quyền cũng được, hùng tốt có sẵn luôn. Anh em muốn chơi đóng nguyên cũng dư luôn, đầy đủ mình tin đóng nguyên rồi tùm lum tà la hết trơn á. Rồi ok mình sẽ ra phần tướng nha, trước khi vô phần tướng anh em nhớ like và đăng ký kênh giúp mình nha anh em, cảm ơn anh em nhiều nha. Rồi bây giờ mình sẽ vô tới cái phần tướng này, dư hồi nãy mình thấy rồi đúng không, Khổng Minh Hén rồi Lục Châu đồ này kia đúng không, dư khá là nhiều rồi. Bây giờ mình sẽ ra bên cái phần tướng này full hết rồi, cho nên khỏi phải coi làm gì. Kiếm pháp hồi nãy mình coi là kim là mình điếm không được, không được được chi tiết nè, một kim hai kim ba kim rồi ok 4 kim. Nhiều lắm 4 kim anh em, 4 cái công năng kim, ồ lộn cái chiến pháp kim thú thú quan trọng. Đã có câu quen 4 sao và bạch ly 5 sao, chào phong 5 sao luôn, và nó điên thú. Nhưng mà biết như thế này giờ chỉ thiếu củ tiêu củ u thôi, không thiếu gì chứ, thiếu củ u thằng liền nữa thôi. Rồi đang tích được 14.000 ha. Rồi ok luôn, xuống dưới đây luôn, rất là nhiều thứ của chỗ chúng ta đây, đập văn nữa nè. Nếu mà muốn xem chi tiết trang bị ở đây thì không hề, thì chỉ có một set củ tiêu duy nhất thôi, bảo vật thì chỉ có duy nhất một cái bảo vật lẩu thôi. Thằng binh thì khỏi nói, cẩm nang thì ôi anh em điếm mệt nghỉ. Qua đây nè, cẩm nang kim của nó cũng cả hai mấy ba chục cái vậy đó. Mình tin nè, mình tin lẩu mười là một cái hai cái ba cái, ba cái bình tinh lỗ mừng đó. Đá và ngọc của chúng ta thì đang có là thị quyết động tâm, có sẵn cái combo này rồi, cho con một con tướng đâm chính rồi ha. Quá thương phản cảm cố bản thanh tâm linh tê vô quý yển phản nộ tiết phong luôn, nộ quy quy quá đã rồi. Rồi thằng quá có luôn trì tâm nộ diệm chi hồn hai viên, băng phách học phong hai viên, quá vũ hai viên, bản nguyên có luôn. Rồi rất là nhiều đá ngọc thần binh thì không có xài đóng nguyên, những người hẹt này đóng nguyên nó quánh thở oxy không ạ. Như thế này thì đóng nguyên nào mà chưa nói vô quýt thì sao, đóng nguyên vô quýt thì anh em phải suy nghĩ lại nha.
Rồi bây giờ mình sẽ qua tới phần BK nè. Ở cái server này thì chúng ta đang đứng hạng 2 lượt chiến. Vẫn thua ông kia đâu đó. Ồ anh em thấy không, mạng của mình hiện tại đang đứng hạng 2 là 49 thôi. Mình đoán cũng đúng chứ bộ. Xém đúng. Đây ông kia cũng 5 tỷ. Chỉnh chu đàng hoàng lên thì... Chỉnh chu đàng hoàng lên hết cũng chưa được 5 tỷ. Thì cái này là chiến trước đó. Tại biến hình thì đang đứng hạng 2 luôn, 130 so với lại 142. Ố vậy thì chưa full cam với đỏ. Full cam với đỏ thì phải là 100 với lại full cái thẻ hình kim bên kia thì phải 100 mấy anh em, còn cam với đỏ chưa full đâu ha. Ok ngày hôm nay thì vẫn chưa có thích hay này nọ nè. Ô thích đại đi. Bây giờ mình sẽ quýnh thử trong top 1 luôn nha. Cậu cái team này quýnh như ông này coi sao. Rồi sau khi mình chỉnh xong nó sẽ quýnh như thế nào nữa. Đây là tem full hỗ trợ cho con dương cổ luôn rồi đó. Bây giờ mấy ông này chơi dương cổ đâm chính khá là nhiều luôn. Ở chiến pháp đồ này kia nó vẫn chưa có chỉnh vô nha anh em, cho nên là nhiều khi BK nó không được hay á. À, mình nói là để coi để nguyên thủy luôn rồi. Con dương cổ kia mạnh thiệt. Trời ơi. Xem chưa chỉnh chu quýnh ông kia thở oxy không vậy anh em. Ê là trời. Cái đâm. Ý là con chương Z nó đấm thôi á mà. Mà ông kia không thở chị không nói. Cơ cẩm kim cược. Chứ đã tán lần 2. Hiện đã tán lần 2. Nhưng mà con dương gỗ bên kia ghê lắm. Rồi nói chung là dương gỗ cũng mạnh thiệt. Nhưng mà đôi khi gặp cái thiên la tản mùa này chứ. Mấy con mà dạng chi kích ít thì thôi đừng. Đừng nghĩ tới. Khả năng chi kích phải là liên tục cướp thì mai ra mới phá được cái thiên la tản, hoặc là đánh xuyên qua thiên la tản luôn như võ thánh đậu xanh đó mấy con tướng đa mão nga lắm. Trời ơi tôi quyết định thằng nhàn rồi ông ơi, dễ gì nó khơi khơi được. Tôi không biết để cái khí định thằng nhàn cho bàn thống có tác dụng gì luôn. Rồi xong. Ô cái tem mình chưa hoàn thành anh em. Cái tem này chưa hoàn thành mà quýnh ông top 1 chịu không nổi. Top 1 chịu không nổi luôn. Thiệt là kinh khủng. Rồi bây giờ nó chơi đơn mục tiêu là mới chết đây nè. Sao đã nói 8 thiên la tản với 1 cái thiên la tản gì sao nói. Nó quýnh một phát là 3-4 lần sát thương, 3-4 đợt sát thương á. 3-4 đợt sát thương luôn mà, cho nên là một cái thiên la tản nè. 8 cái thiên la tản. Mình nhớ không lầm nữa, thẩm thọ thương của ông Đổng Quyền là lên tới 3 tầng. Một phát 3 tầng thọ thương. Cho nên 3 lần thọ thương như thế thì chua. Một cái thiên la tản, 2 lần thiên la tản chỉ đỡ được 2 lần khiên. 2 lần khiên, 4 lần khiên nữa. 3 lần khiến, 2 lần khiến, không biết tùy theo cấp độ sao, không biết ông kia được nhiêu sao nữa kìa. Tùy cấp độ sao nữa. Như cấp độ cao nhất mình nhớ không lầm là được 2 chống đỡ thì phải. 2 nhân 2 là 4, ở level 5. Trời ơi, con vô thánh nó quýnh vô yển vẻ nó lạc luôn kìa. Rồi, ao trình. Cái này chỉ có thể nói một từ duy nhất đó là ao trình. Không còn gì để diễn tả. Coi kìa thằng gió nó quạt le lử. Admin chỉ là con admin đang sở hữu hiện tại. Mình đang cầm cái trên tay này là chỉ có thể là quýnh với những ông mà liên thôi. Coi xem những trận liên thôi anh em. Chứ những cái trận mà gọi là trong cụm này thì chỉ có ông top 1 là đối thủ thôi. Còn lại mấy em kia hơi yếu.
Ok, để mình coi mình đi tìm mình nha, mình đi tìm nhân vật của mình nằm đâu ta. Rồi. Mình đã solo với ông lại ông review. Ủa? Quýnh thua ông review nè. À để coi. Ôi mình nãy mình vừa nói xong. Hồi nãy mình vừa nói xong anh em. Hồi nãy mình vừa nói xong là mình coi cái tem nào mà quýnh tem này sao quýnh thua đã quyên được, nhưng mà quán thua đã quyên đến quyền năm nè. Vậy thì anh em thấy tới thời điểm hiện tại là một cái tem 4 tỷ mấy gần 5 tỷ lượt chiến thì quán thua 1.000 đồng nguyên bình thường ha. Rồi hay không phải thua đồng nguyên đâu anh em. Này do thua đôn quá. Không 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 rồi. Không anh em à. Con võ thánh nó lực. Nó quýnh hai con đô mà nó không phản đam chết kìa. Anh em thấy mà võ thánh mùa này pháp mệnh nó ảo ma không? Tự giáp nó tạo ra khủng khiếp lắm. Hôm qua mình cho em xem những cái trận mà ở bên mà Châu Liên bích hợp thì nó không có được nhiều đam và nhiều máu, cho nên là cái lượng ngự giáp của nó tạo ra không được nhiều. Và hôm nay là qua tới bên này thì đồ đạc đồ nó cộng thêm những thứ khác nhiều thứ cho nên máu nhiều. Lung linh cũng ghê nè, sao thua động nguyên ta? Đỡ. Mẹ nó chém đóng nguyên lật luôn không chết luôn kìa. Ủa win hồi nãy mình bấm vô chặn win ha. Rồi ủa mình win ông này tào lao, mình đang thắng ông này 3-0. À mình thua một lý nhân mà mẹ ơi, thua võ thánh thì lại rồi thua kèo này mà đi coi lộn cái kèo kia. Tào lao sáng thức dậy bị ngáo đá anh em à, anh em thông cảm, sáng thức dậy bị ngáo đá thiệt. Ôi ông này quýnh với ông bá cụm luôn hả? Để coi, mình coi kỹ là cái trận đấu. Ghê á. Nếu mà tem build 3 lực như thế này là ghê. Level nhân. Cũng mỉm luôn là trời ơi, quýnh một máu luôn rồi. Một máu thì một máu, nhưng mà trời ơi con vỗ thánh bên kia nó ảo nó còn khủng khiếp hơn con vỗ thánh bên này nhiều. Ảo thiệt sự. Trời ơi mạnh quá anh em, quá mạnh. Quanh như cái tem này không cho thiên tướng được luôn á, từ một tiếng hai không có là cái gì chứ á. Ồ rồi em có thằng võ mới luôn rồi, lực quá. Ba đúng không, view ba chất lượng quá. Này giống giống như cái ông nào view ba hôm bữa này anh em, phải không ta? Ông chí thánh chất lượng view ba mới điêu xù hôm bữa này chứ đâu, đúng không? Rồi ông này ông chém thì thôi, phản đam lần 4-5 lần cũng không chịu nói. Ok thua con nghiệt này. Chắc chắn thua rồi. Xong này ông chùm luôn xem cụm này luôn chứ. Mình sẽ cho anh em xem đồ của ông này. Công thì 33 triệu. Công bên này thì 30 triệu. Set củ tiêu. Ủa hai món củ tiêu thôi. Này thì set củ U. Con hàng mình do chơi cái meta cũ anh em không có điều kiện để đập meta mới, cho nên con carry bây giờ nó không có lực. 44 triệu công quân 59 thú quân này siêu chất lượng luôn. Anh chiêu nè, rồi tinh vệ nè, bá hạ nè, câu an nè, chợ phong nè, chanh nè, hoa tiên nè, bạch ly năm sao nữa nè. Thú thì siêu phẩm rồi khỏi nói rồi. Ông này khá là mạnh ở cái cục này luôn. Mấy ông mà top trên ông gà bây giờ, hồi đó thì ông thua ông gà nha. Hồi đó ông thua ông gà với lại ông Misako, gọi là ông Miko Miko Sài Gòn đó. Nhưng mà bây giờ á, nhưng mà bây giờ là khi võ thánh ra rồi á, thì lật kèo luôn, ông gà chịu không nổi luôn. Mà ông gà là 7 tỷ lực chiến, là Miu 3 là ăn 7 tỷ lực chiến rồi. Cái này sẽ quay bên liên server cho anh em xem sau nha. Rồi video này cũng sẽ kết thúc tại đây luôn nha anh em. Cảm ơn anh em đã theo dõi video này của mình nha. Hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Chúc anh em xem video vui vẻ nha. Bye bye anh em.